Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để so sánh giữa cái cổng nhôm đúc và một cái cổng sắt. Thì nó có những cái điểm khác nhau như nào và giá thành ra làm sao. Đây thì gia chủ có sử dụng một cái bộ cổng sắt 4 cánh cùng với hàng rào sắt. Thì mình gần lại để các bạn hình dung được xem về bộ cổng sắt này. Bộ cổng này thì được thiết kế phía trên là mái thái này, đấy, phía bên dưới là cái cổng. Cái này thì thường thường là được thiết kế chủ yếu bằng những họa tiết thẳng của các cái thanh thép Hòa Phát, thì được thiết kế thẳng, sau đó là mang đi sơn, cho nên là sẽ không có được các cái họa tiết hoa văn 3D mà chỉ có là hình vuông, hình chữ nhật, đấy, các cái họa tiết cơ bản của nó là như thế. Và bên hàng rào thì cũng vậy, là các cái thanh thép được hàn đính lại với nhau. Đấy. Qua bên đây thì mình sẽ cho các bạn xem một cái bộ cổng nhôm đúc. Bộ cổng nhôm đúc thì các cái họa tiết của nó được thiết kế 3D từ cổng cho đến cái hàng rào là được thiết kế 3D nổi, họa tiết nổi. Đây. Nổi. Các cái họa tiết rất là đẹp. À, về cái màu cũng vậy, màu thì được trang trí là màu vàng ở đây trên một cái nền đen sần. Đó, trên này được thiết kế con sư tử trộn trẻ ngồi bên trên mũ vua. Đấy. Và đây là cái hàng rào cũng vậy, cũng được đúc theo 3D cho nên là rất là sắc nét. Đấy là về mình phân tích về cái yếu tố về độ mỹ thuật của sản phẩm, thì rõ ràng là cái sản phẩm của nhôm đúc thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều lần so với một bộ cổng sắt rồi. Đấy. Còn yếu tố về màu sắc thì do được thiết kế 3D nên sẽ có cái chìm và nét nổi, cho nên là cái này thì nhôm đúc nó cũng thể hiện được nhiều hơn so với một cái bộ cổng sắt thì nó không thể hiện được các cái yếu tố đó. Đấy, cổng sắt thì không thể hiện được. Nhưng ngược lại về giá thì cái giá bộ cổng nhôm đúc này nó sẽ cao hơn tầm khoảng 3 lần so với một bộ cổng sắt. Và yếu tố cuối cùng là độ bền. Độ bền thì tôi khẳng định là nhôm đúc là nó sẽ bền hơn. Tại vì sao? Nó có khối lượng và độ dày. Mỗi một cái đố cổng như thế này thì thông thường là nó dày 6 phân và được làm đặc hoàn toàn, cho nên là độ bền sẽ cao hơn và màu sắc cũng vậy, nó bền hơn. Còn cái bộ cổng mà bằng sắt thì là thường nó là các cái hộp sắt rỗng bên trong, nó chỉ có độ dày là 1 ly đến 1 ly 2 thôi. Và theo thời gian thì nó sẽ không bền được bằng cái bộ cổng nhôm đúc. Nhưng cái ưu điểm lớn nhất của nó là giá thành thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với giá thành của bộ cổng nhôm đúc. Nếu quý vị có nhu cầu mà làm về cái cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ ngay với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo cái số điện thoại là 0946 266 860, thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn.